Mưa lớn liên tục trong những ngày vừa qua đã gây ra thiệt hại không nhỏ về người và tài sản cho người dân tỉnh Quảng Ngãi. Hiện các lực lượng quân đội của quân khu 5 đang bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền và nhân dân, chủ động ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ. Đặc biệt là khẩn trương tìm kiếm 3 ngư dân còn mất tích tại cửa biển Sa Cần, xã Bình Thạnh của huyện Bình Sơn. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Sơn, một vụ tai nạn trên biển xảy ra rạng sáng ngày 24 tháng 10 tại khu vực cửa biển Sa Cần, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, làm 3 ngư dân mất tích, gồm Nguyễn Thái, 25 tuổi, Nguyễn Tấn Nô và Bùi Đức Sự, cùng 14 tuổi, là người nhà của ông Bùi Đức Thành, chủ tàu cá QNG 90755 thuộc xóm Mỹ An, thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn. Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai lực lượng chia thành các tổ, tiến hành tìm kiếm khu vực ven bờ dọc theo cửa biển và cho xuồng máy chạy theo khu vực hạ lưu sông Tà Bồng, các núi đá quanh cửa biển và khu vực các lồng bè nuôi trồng thủy sản để tìm kiếm 3 nạn nhân. Vì vậy mà chiều hôm nay chúng tôi triển khai lực lượng đi dọc theo các tuyến ven biển để tìm nhận nạn nhân. Với tinh thần trách nhiệm của người quân nhân, chúng tôi sẽ tiếp tục tích cực cùng với lãnh đạo chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và gia đình tìm kiếm công dân mất tích. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, sóng to kết hợp với dòng nước chảy xiết gây rất nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến chiều tối nay, các lực lượng vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân. Cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cũng tích cực triển khai tới từng nhà dân bị ngập lụt, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ. Gia đình bà Huỳnh Thị Hiệp và bà Phùng Thị Tuấn là một trong số các gia đình chịu thiệt hại sau mưa lũ. Sức khỏe yếu, nhà neo người, hai bà cùng con đang chưa biết phải dọn dẹp thế nào, thì có cán bộ chiến sĩ đến trợ giúp, hai bà vô cùng xúc động. Hôm nay có bộ đội giúp thì cô cũng thấy vui, cũng thấy đỡ lâu hơn. Chứ bao bữa ngủ không được, nay giúp thì cũng thấy cũng đỡ hơn nhiều. Lụt tới nhà bộ đội kề vai sát cánh với người dân, gia đình cô mà còn những người dân khác nữa, cảm ơn mấy chú bộ đội. Khi nước rút thì anh em chúng tôi là cơ động đến những điểm ngập lụt để hỗ trợ giúp bà con nhân dân là vận chuyển trâu bò, heo, gà và các loại đồ đạc, lúa về là vị trí cũ và tổ chức tổng dọn vệ sinh cho bà con những vùng ngập lụt. Với quan điểm triển khai ứng phó nhanh, xử trí chủ động, linh hoạt, các lực lượng quân đội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang sát cánh hiệu quả cùng chính quyền địa phương giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời chuẩn bị các phương án để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.